Trời ơi, mọi người có biết không, đồ Nhật nó thực sự rất là tốt nha mọi người. Máy móc ở nhà mình á, bình thường nếu mà mình không có dùng, mình bỏ nó trong hộp mà chừng 6 tháng hay 1 năm á, nhiều khi mở ra là nó hư mất tiêu và tự nhiên hư, không ai làm gì nó cũng hư nữa. Nhưng mà cái máy này á, là mình mua ở bên Nhật cách đây chắc khoảng 8-9 năm gì đó. Thì mình cũng cất nó chắc cũng gần 8 năm rồi mình không có dùng. Chuyển nhà 2-3 lần, lần nào đi cũng vác nó theo đó. Xong rồi đem đi cất, cất kỹ dữ lắm luôn. Quên hẳn là mình có nó luôn. Cái bỗng dưng tuần trước, mình chợt nhớ ra. Ồ, mình có một cái máy điện 110 vác từ Nhật về. Một cái máy có cối nghiền bằng đá granite. Có thể nghiền từ lá trà thành trà bột. Từ Gyokuro thành matcha. Trời ơi, là thật là bất ngờ. Mình lôi ra thử, thật ra cũng không có hy vọng gì nhiều. Nhưng mà nó vẫn chạy tốt nha. Cắm điện vô là chạy êm ái mượt mà. Ngon lành giống như mới mua về từ hôm qua. Sau khi mà nghiền trà thành bột rồi đó, thì nó có một cái cốc. Cái cốc này có thể pha trà bột. Mình có thể pha với nước hoặc là với sữa. Máy này là vừa xay trà được nha, vừa đun nước pha trà và đánh trà được luôn. Cũng có thể đánh chung với cả sữa và làm nóng sữa nữa. Nói chung đây là một chiếc máy hoàn toàn tự động. Chỉ cần là cắm điện vô, bỏ trà lá vô xay nghiền xong rồi, sau đó là bạn có thể thưởng thức một ly trà nóng hoặc là một ly matcha latte. Hoàn toàn tự động, nói chung là cái máy này chơi rất là vui. Chỉ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái máy này chạy bằng điện 110. Và vấn đề thứ hai là dọn dẹp mệt muốn xỉu. Phải tháo rời từng bộ phận của cái cối nghiền trà ra, phủi từng hạt bụi trà như trong hình vậy đó. Nếu mà bạn không vệ sinh sạch sẽ thì phần trà dơ nó sẽ úa vàng và nó sẽ rất là bẩn. Tuy nhiên, vui nha mọi người, mình xin khẳng định là chơi trò này rất vui.